À, Trần ơi xin có lời chào tới tất cả những người bạn thân mến, luôn dồi dào sức khỏe để chúng ta đón một cái xuân Mậu Tuất thật vui tươi, thật đầm ấm bên người thân và bên gia đình. Thưa các bạn, cũng như Trần Ngơ đã nhiều lần nói rõ cái nguyên nhân tại sao Trần Ngơ lại cứ hay lên trên này để có những bài chia sẻ về tâm sự cũng như suy nghĩ của mình với mọi người. À, tất cả đều chỉ có một nguyên nhân là quá bức xúc với những luận điệu xuyên tạc, vu cáo bịa đặt của cái bè lũ chống cộng ở bên hải ngoại. Chúng luôn luôn xuyên tạc về đất nước của chúng ta nhằm khơi dậy hận thù, gây chia rẽ trong khối đại đoàn kết. Bên cạnh đó, một số những tên linh mục ở những giáo phận cũng lợi dụng cái sự tự do dân chủ của chúng ta để hòng gây rối gây loạn. Thì Trần Ngơ về khẳng định với lại bè lũ chống cộng ở bên hải ngoại như thế này: các người không có một cái tư cách gì để mà đòi hỏi, để mà đòi phản biện cả. Các người không có lấy một tí tư cách nào, một tí nhân cách nào để mà đòi phản biện hay là đòi dạy khôn dạy dạy về cái đất nước Việt Nam này. Nếu nói chính xác thì các người là những kẻ ngoại bang lắm mồm, khốn nạn, điêu toa. Nói nhẹ nhàng á thì không chịu thấm, cho nên là phải nói trắng xóa ra cho nó dễ hiểu. Hỡi những Benny Chương, những Hare Bang, những Tân Thái, những Võ Hà, những Tiger Nguyễn và nhiều kẻ nữa, xin nhắc lại với các người rằng các người chỉ là những kẻ lưu vong bên xứ người. Hãy yên phận đi, các người không có đủ một tí tư cách, một tí gì để mà đòi hỏi ở cái nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam này mà đòi phản biện, mà đòi vạch đường chỉ lối. Các người là một lũ hèn nhát. Mà cứ đòi dạy khôn dạy dạy. Tôi hỏi các người luôn chê bai những người cộng sản là ngu dốt, là hèn nhát. Các người hãy trả lời cho tôi một câu hỏi rất đơn giản như thế này, tự vấn mình đi thì các người sẽ hiểu rõ thôi. Tại sao cộng sản ngu dốt như vậy, hèn nhát như vậy mà những người cộng sản cùng với nhân dân Việt Nam vẫn đứng vững trước những sức mạnh quân sự của thực dân đế quốc, cộng với lại làm tay sai đắc lực của các người đó mà những người cộng sản vẫn đứng vững được? Các người chỉ cần hỏi trả lời cho tôi câu hỏi rất đơn giản vậy thôi là các người sẽ hiểu tại sao. Nếu thực sự cộng sản như mà các người nói là hèn nhát, là dốt nát ngu si, thì gần 100 năm nay trước những thế lực hùng mạnh của thực dân đế quốc cộng với sự giúp sức đắc lực của bè lũ tay sai là các người đó, thì tại sao Việt Cộng, cộng sản nó vẫn tồn tại và ngày một vững mạnh? Các người chỉ cần trả lời cho tôi một câu hỏi duy nhất như vậy thôi, các người sẽ biết thế nào. Chứ các người đừng làm những cái bánh vẽ dân chủ nhân quyền chỉ có nhìn thấy được chưa thôi chứ không sờ được. Còn cộng sản thì người ta mang cái thực tế cho nhân dân, người ta sờ thấy được, nhìn thấy được, cảm nhận được. Ăn cơm cho nước chữ nước bài chơi. Còn những bánh vẽ của các người thì to đẹp thật nhưng mà không ngửi được, chưa cho chúng người dân chúng tôi thấy một cái gì. Cho nên các người là một bè lũ hoang tưởng, và xin nhắc lại các người không có đủ một cái tư cách gì để đòi phản biện, đòi phân tích tình hình đất nước chúng tôi. Rồi mua 3 tờ vé số chiều chúng là để chúng à, xin lỗi các bạn đi đó. Hỡi những kẻ chống cộng cực đoan, các người đúng là vừa là hoang tưởng, vừa là ngu si, vừa là đần độn. Các người hoang tưởng, các người tự huyền hoặc nhau cho rằng các người đủ mạnh lắm, các người khôn ngoan, các người giỏi giang lắm. Thế nhưng mà bao nhiêu năm nay các người làm gì cho cái đất nước này?
đê hèn đốn mạt tới mức độ mà những kiều bào ở nước ngoài người ta chia sẻ những khó khăn với thân nhân của họ trong gia đình, ở trong gia đình họ, thì các vị kêu gọi là đừng gửi về, gửi về là nuôi cộng sản. Cái tư tưởng hẹp hòi, hèn nhát, đê tiện như thế mà các vị cũng cứ quăng quác lên trên mạng. Tất nhiên đất nước Việt Nam rất trân trọng những đồng tiền mà bà con kiều bào đã chắt chiu tiết kiệm để gửi về chia sẻ những nỗi khó khăn với người thân, với đất nước. Thế nhưng mà những cái lũ chống cộng, có người có gửi được đồng nào về không? Hoặc có gửi thì gửi cho mấy cái thằng mà cô hồn du côn các đảng để mà gây rối ở cái đất nước này này. Các người tự xét lại mình đi. Khoác lên mình cái mác giáo sư rồi chuyên gia mà ăn nói thì tầm bậy tầm bạ. Cộng sản là hiểm họa của loài người. Không có cộng sản thì cái nhân loại này đang còn phải rên xiết dưới những gót giày của chủ nghĩa phát xít, của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Chính chủ nghĩa cộng sản đã làm cho thực dân và đế quốc phải thay đổi đường lối, thay đổi chính sách của mình đối với các nước thuộc địa. Các người vin vào cộng sản ở bên Đông Âu sụp đổ thì Việt Nam ấy lại Trung Quốc cũng sắp sửa sụp đổ rồi. Các người suy diễn một cách máy móc. Ở một thời điểm nhất định đó, do những sai lầm về đường lối kinh tế, những người cộng sản ở bên Đông Âu đã không làm tốt vai trò lãnh đạo và định hướng của mình, cộng với sự phá hoại của chủ nghĩa thực dân và đế quốc, họ đã thất bại và sụp đổ. Nhưng những người cộng sản Việt Nam, những người cộng sản Trung Quốc đã kịp thời nhìn nhận ra những cái sai sót chết người đó, và họ đã biết chấn chỉnh lại, xốc lại tinh thần, chỉnh huấn, chỉnh phong, đạo đức tác phong của những người đảng viên, và họ đã gượng dậy được. Và bây giờ Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Chính Mỹ phải lo sợ trước Trung Quốc về mọi mặt. Thế mà các người cứ quăng quắc là cộng sản sẽ tàn lụi, cộng sản sẽ bị tiêu diệt, cộng sản ngu si. Ngu si mà từ một đất nước tan hoang mà người ta vực dậy được đến cho đến tươi đẹp, bình ổn như đến bây giờ. Những Benny Trương, những Tân Thái, hẳn là mọi người cũng đã từng, không ít thì nhiều, cũng đã từng một lần nghe những cái lời nói của chúng nó. Những cái mồm ống ổng nói không kịp thở, nói ra không có sợ, đây là sắp chết rồi, chưa thực hiện được ước mơ, cho nên là nói linh tinh lang thang. Hỏi rằng mấy cái thằng Benny Trương, mấy thằng Tân Thái, với lại mấy cái lũ khốn nạn bên đây lấy tư cách gì mà đòi là đa đảng, lấy tư cách gì mà đòi là phản biện với lại giải trình ở là đây. Những người Việt Nam chúng ta ngứa mồm lên đây nói là để thể hiện cái đức tính của người Việt Nam là vẫn còn có lòng bao dung, vẫn còn muốn dạy dỗ chúng mày được thành người, được trở thành một con người Việt Nam, chứ không phải là con người Việt Nam biến đổi gen như là ta vẫn thường gọi chúng mày đấy. Chứ còn nói sòng phẳng, nói trắng xóa ra thì chúng mày không có đủ một tí tư cách gì để mà chõ những cái mồm thối về đây đòi phản biện, đòi giải thích, đòi đặt câu hỏi nọ, đặt câu hỏi kia. Trong lúc đất nước khó khăn thì bồng bế nhau đi. Trong những năm từ năm 75 cho đến năm 90, đất nước cực kỳ khó khăn, thì chúng mày với bản chất hèn nhát, một là trốn sự nghèo đói, hai nữa là sợ chiến tranh Trung Quốc nó sẽ gây ra rộng lớn, để hèn nhát bỏ đi. Thế mà bây giờ còn nói là những người cộng sản là những kẻ hèn nhát, là những kẻ rốt nát. Hèn nhát, rốt nát mà người ta đánh đuổi toàn như thực dân với lại đế quốc đứng đầu thế giới à? Tại sao chúng mày không đặt những câu hỏi như vậy? Chúng mày nhân danh một cái đảng phái nào để mà đòi về đây phản biện, đòi về đây chia quyền lợi hả? Những cái thằng Benny Trương, Tân Thái, với Võ Hà, với
Hari Banh rồi David Lê rồi một bè lũ chống cộng cực đoan của tôi là cho liên hoàn bên đấy. Chúng mày thường nghiêm chỉnh xét lại xem. Chưa nói thì người dân trong nước, những người kiều bào ở bên nước ngoài bao nhiêu phần trăm được theo chúng mày, ủng hộ chúng mày. Chúng mày chưa thuyết phục nổi những kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài mà cứ đòi về đây phản biện, phản bác, mới lại đòi thế nọ, đòi thế kia. Việt Nam bất ổn, Việt Nam suy tàn mà mày thử nhìn về cái đất nước này xem nào. Khách quốc tế thì cứ nườm nượp. Khách nội địa thì cứ tung ta tung tăng, người vùng nọ đến vùng kia mất tự do ở một nhà nào. Những hình ảnh rất là thực tế như thế đã phản ánh cái tình hình đất nước này. Tao thừa nhận với chúng mày rằng đất nước Việt Nam còn tiến bộ chậm. Nhưng mà những người cộng sản người ta khôn khéo lắm. Người ốm thì không thể đánh vật được, cho nên là cứ phải từ từ. Từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu, điêu tàn sau chiến tranh thì phải đi từ từ. Chỉ có nhúc chúng mày những cái mang cái dòng máu tay sai thì là muốn cứ bấu lên ông chủ thì nó mới rót đồ đạc vào thì mới giàu nhanh được. Còn người Việt Nam, những người cộng sản, tao tin rằng họ là những người thông minh, tài giỏi, khôn khéo. Họ biết cái câu của người Việt Nam nói là dạy người ốm đánh vật thì cứ phải từ từ, chứ không thể lao vào ngay để mà sẽ lại ngã ra, phải từ từ tiến lên nhưng mà nó vững chắc. Một lần nữa, qua những bài nói chuyện của thằng David Lê mà hôm qua là trực tiếp mà trực tuyến với anh Doãn Như Lân, thì chúng ta thấy rõ cái bộ mặt đẻo gáng của những kẻ chống động cực đoan nước ngoài. Cũng như là vừa nay đấy, Trần Ngơ chỉ yêu cầu nó giải thích cho bà con ở hải ngoại cũng như là bà con trong nước biết rằng tại sao cộng sản là vẫn đứng vững trước bao nhiêu khó khăn, trước những thế lực hùng mạnh của thực dân, của đế quốc, cộng thêm cái sự giúp sức đắc lực của bè lũ tay sai, mà tại sao cộng sản từ một bàn tay trắng họ đã vùng dậy làm chủ đất nước này, đang xây dựng đất nước này ngày một vững bước tiến lên. Những kẻ chống cộng ở bên ngoài phải nói là chúng nó mù lòa, không nhìn thấy sự phát triển của đất nước. Chính những luận điệu xuyên tạc này đã bóc trần những cái bộ mặt đẻo cáng của những tên chống cộng cực đoan này. Nhiều khi Trần Ngơ cũng muốn góp mặt trong những buổi phản biện đó, nhưng mà Trần Ngơ nghĩ rằng chúng nó không đủ tư cách để nói chuyện với một thằng già bình thường này, chứ đừng nói là đòi hỏi nhà nước Cộng hòa xuống nghĩa Việt Nam. Một kẻ hèn nhát lưu vong mà bây giờ cứ đòi dạy khôn. Xin mời có một bạn nào lên đây cùng nói chuyện. Mời Lê Hoàng Minh. Và cộng sản tàn ác, cộng sản dã man. Nhưng mà cả thế giới này người ta phải công nhận rằng cái, và cũng cả về thế giới này, chính cái mặt chúng mày cũng phải thừa nhận là cộng sản là những người nhân đạo nhất trên thế giới này. Chúng mày tuyên truyền là cộng sản vào sẽ có những cuộc tắm máu, sẽ có cuộc trả thù rút móng tay móng chân, nhưng mà có không? Còn nếu như mà thực sự những người Việt Cộng độc ác thì thừa sức, thừa lý do để tiêu diệt chúng mày ngay trong những lúc chúng mày chạy trốn, đang lang thang trên biển, chưa ra khỏi cái vùng biển, còn quanh quẩn cách Vũng Tàu chừng 3 hải lý, chỉ vài cái máy bay mới vài quả rocket thì chúng mày làm mồi cho cá hết. Nhưng mà người ta đã tạo điều kiện cho ra đi rồi, sau này sau khi cải tạo xong người ta vẫn cho đi theo chương trình HORODP, trong lúc đất nước đang buôn vàn khó khăn,
Chính cái người lính như của chúng ta là cũng phải ăn đói, cũng phải ăn độn. Còn mấy cái thằng đi học tập cải tạo, mấy thằng sĩ quan đi học tập cải tạo là người ta bảo vệ mạng sống chứ thả ra chúng mày ở đấy là chỉ nhân dân đập chúng mày cũng chết rồi. Tại vì chúng mày đã từng gây bao nhiêu nợ máu cho nhân dân. Ở một cái thôn ấp nào ở miền Nam Việt Nam này mà không có những tội ác của thế là chúng mày gây ra. Chỉ cần những người dân đó mà người ta không kiềm chế được thì người ta cũng đập chết rồi. Đó là biện pháp để bảo vệ an toàn. Và sau này là cho đi để, cho ra đi trong trật tự. Thế mà vẫn ngoạc cái mồm về sang bên kia hoàn hồn rồi là cộng sản tàn ác, cộng sản này nọ kia, nhà ra mà tra tấn. Chúng mày có lấy được cái dẫn chứng nào ra không? Hẳn là bên đó vẫn còn nhiều thằng vẫn còn sống sót đấy. Và chúng mày vẫn khoe là chúng mày giàu, có thể nào chúng mày cũng phải chụp được một vài cái hình nọ hình kia để mà làm bằng chứng chứ, đưa ra cho thế giới tố cáo trước loài người đi. Chỉ ăn tục nói phét vu cáo đấy. Tao tin rằng mai mốt con cháu chúng mày nhìn ra được cái bộ mặt thật chúng mày thì chúng nó cũng tự xấu hổ, bởi cha ông chúng nó là những kẻ hèn nhát và điêu ngoa. À, xin thưa với mọi người và thưa với là bà con ở ngoại, đây là Trần Ngơ chỉ nói với cái lũ chống cộng cực đoan thôi. Còn thì nhiều người mặc dù vẫn còn thù cộng sản nhưng mà đã nhận ra sự thật không làm gì được, đã yên phận thì Trần Ngơ không bao giờ dám nói đến. Mà Trần Ngơ chỉ nói đến lũ chống cộng cực đoan đang ngày vác cái mồm thối nói về đất nước này này.